Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh cũng như join vào nhóm Telegram để không bỏ lỡ những dự án AirDot mình có chia sẻ trên nhóm Telegram. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án đến từ Dexcrow. Để tham gia dự án AirDot này thì mọi người cần chatbot hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trên Telegram yêu cầu cho mình nhé. Sau khi vào đây mọi người sẽ bấm bắt đầu cho mình. Với phô giờ thưởng là 1.200.000 token DXVK tương đương cả 9.600 USDT và sẽ chia cho 2.000 người may mắn, mỗi người sẽ nhận được là 500 token DXVK mọi người nhé. Ok, ở đây bấm join AirDot. Sau đây join vào tất cả các nhóm Telegram ở đây cho mình. Bấm tham gia này, sau tích vào tôi không phải là người máy ở đây. Ok, đồng thời mọi người chat cho mình từ. Rồi quay trở lại, join vào kênh channel dự án, bấm tham gia kênh. Ok, quay trở lại, mọi người sẽ bấm vào. Ok, tiếp theo mọi người ở đây mọi người sẽ bấm đôn cho mình nhá. Sau khi mọi người join xong mọi người bấm đôn, tiếp đến follow kênh Twitter này. Ở đây mọi người sẽ bấm theo dõi kênh Twitter. Sau đó quay trở lại AirDot. Quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người nhập username kênh Telegram mọi người vào đây cho kênh Twitter mọi người vào đây cho mình. Ok. Tiếp theo ở đây mọi người retweet bài đăng này, sau đấy mọi người gắn thẻ ba người bạn. Ở đây bấm thích này, sau đó retweet này. Mọi người gắn thẻ ba người bạn ở đây cho mình nhé. Ok, sau đó bấm tweet lại, đồng thời bấm sao chép cái link retweet này. Sau đó mọi người sẽ gửi vào Telegram. Ok. Follow kênh Medium. Bấm theo dõi kênh Medium của mình. Sau đấy mọi người sẽ copy, bấm 3 gạch này. Bấm vào đây bấm 3 gạch. Sau đấy bấm avatar đây. Rồi bấm username. Ok, tiếp theo mọi người bấm vào đây. Mọi người sao chép lại cái link profiling kênh Medium của mọi người. Sau đó quay trở lại Telegram. Ở đây mọi người sẽ gửi profiling kênh Medium của mọi người vào đây. Ok. Tiếp đến địa chỉ ví. Ở đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví Binance của mọi người ở trên ví Trustwallet hoặc là ví MetaMask của mọi người nhé. Mọi người sẽ copy địa chỉ ví BSC. Sao chép địa chỉ ví BSC của mọi người. Sau đó gửi địa chỉ ví ta vào Telegram của mình. Ok, sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì mọi người sẽ bấm đôn. Rồi. Go to invite. Very empty. Tiếp tục bấm đôn. Bây giờ mọi người bấm vào My Menu. Sau đó bấm vào invite để mọi người sẽ copy link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án AirDot này nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa được hướng dẫn mọi người dự án AirDot nhận được 500 token DX. Tuyệt kép, tương đương cả 4 đô nha mọi người nhé. Cảm ơn mọi người xem video, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dài tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.